đó. Hòa về bên cầm cửa. Nhưng mà chị vào cái chân sàn cát nhé. Không có bà này thì không thể nào chát được. Có phải 2-3 không? Anh em ông ở nhà phụ bữa nhá, sách lấy chát lấy nhá. Tôi với bác trưởng ban đi sang bắt thỏ. Thì hai anh em đi bắt thỏ. Đâu giờ chiều lắm rồi. Đi bắt thỏ để chờ kỳ nghỉ bữa tối. Bữa tối ngày hôm nay. Hôm nay thời tiết ôi quá, bác trưởng ban phải mặc quần sót nhá. Áp thấp nhiệt nữa. Mọi người thông cảm thế, nhìn bức lắm, quần sót lắm mát. Và ao cá một quả sạch thế này. Đây gà, ui các bác nhìn đàn gà này. Kinh sướng chưa? Chạy một diều. Còn thỏ không bác? Hết rồi. Hay trồng kim với có không? Ngan vậy. Em mà đứng ở từ từ bác phải làm thế nào chứ không mình. Có chắc không bác đứng không ạ? Không chạy ngang mất đấy. Cuối cùng anh em tôi cũng ngồi ngan nhá. Cuối cùng cũng săn được ngan. Ngan cái này, cái này to đấy. Thỏ cũng thích canh mà ngan thích canh. Hôm nay anh em tôi là đi mua thỏ không có nên đi bắt ngan thôi. Đi bắt thỏ không được bắt ngan. Thế là giờ các anh em tôi làm thì bà về tổ chức thiết canh nhá. Ok. Có biết hãm không? Có, đã hãm như mọi ngày. Nước mắm. Anh em ông đây chát chúm rồi đánh vỡ anh xin nhé. Ừ, đi về đi. Chuẩn bị tiết canh thôi. Đấy, bây giờ thì tôi đã đi pha nước mắm nha. Mình cắt tiết canh đã. Mày con chuối mày, mày chú chùa lái là bố cố. Bây giờ mày vẫn ra bụng chứ tao bảo sao mọi tiêu có ra khối bằng đá chín đồng vắn đấy. Các bác, con ngàn cái rất là ngon các bác này. Ngon. Nhìn cái tay con nó giả ngan rồi. Con ngan mình làm sạch sẽ nhé. Ngan hôm nay là món lưng đây này. Món lưng đàng hoàng. Cơm chiều hôm nay tức là ngan luộc này. Còn cái thịt này thì mình lại sắt thanh nhỏ xong mình lại cho vào cái nồi chiên không dầu mình nướng. Cứ thịt nướng mà ăn các bạn. Đây các bạn nhìn cái miếng quả chín thế này. Đấy. Ngon cực kỳ luôn này. Vâng, mình tấm ướp khoảng
10 phút thì mình bắt đầu cho lên cho vào nồi mình chiên nước là vừa. Đây các bạn, các bạn nhìn đi. Cái bột nước này ông anh cũng siêu tầm ở tận bên tiểu khắc rồi. Vâng. Đấy, cái nồi ngan đã sôi nhá. Cái ngan này thì vợ mở vùng ra đã thơm vang. Vâng, cái món thịt đấy đã ướp được 10 phút rồi. Thế bây giờ mình cho vào nồi nước. Cấn này. Xong, giờ mình nước. Đây, chỉ thế này thôi, đơn giản các bạn. Làm mấy cái răng cưa để tiết canh các bạn. Tiết canh cái răng cưa này rồi còn nước mới củ hành nên quên. Riêng món tiết canh của củ hành nhé mọi người nhé. Mình nước củ hành. Vâng, bây giờ mình chuẩn bị cái món nhân tiết canh nhá. À, chị Nga kia gì? Em từ bắc vào bắc Nga tần. Hôm nay làm mệt rồi các bác ạ, hôm nay đi xây mệt lắm. Thế này về là về băm thịt vịt này. Xây mệt thì về bồi bó. Ngan. À ngan hả? Vâng. Vâng, còn đây là cái món thịt nướng nhá. Ui, cái này này sân mỡ giấy này. Cất ngay cái đĩa vịt thì đi thôi. Xin mời mọi người nhá, cùng mình đánh tiết canh. Trời, con này toàn nên ngon thôi. Là cái thịt à. Ngon hơn được 2 đĩa. Hết là vừa thế nó mới đặc, thế nó mới đặc ngon đấy, đúng chuẩn thế này mới là chuẩn đấy. Đông rồi ngon này. Cơm nhá. Vâng, một mâm thịt đầy hoặc bắt đầu anh em tôi là đánh chén rồi. Xin mời các bác đi. Xin mời mọi người thưởng thức cái món ngan luộc. Ngan ngan luộc chấm nước mắm tỏi và thịt luộc cũng chấm thịt nướng cũng chấm nước mắm tỏi. Khánh thành cái gì nhỉ? Khánh thành cái món xí. Món chát xong món. Đấy nó gọi từ hoài đấy. Mời các bác nhá, mời các bác lên mang thưởng thức nhá. Tiếng Tây nó gọi tô lét. Vất vả quá thì mất. Nhập. Mời về từ hoài. Bây giờ xong mấy anh em ngồi cái thở đây này chứ. Đá tô lét, dô lét, loa lét. Cái rượu thơm đấy. Ngô để ngô răng ngựa. Thảo nào cũng cứ khí các bạn này với cái bia quặn. Một chuông mà một chuông thì nó ấy gần hết rồi. 100 lít.
Anh chị em bỏ cái nồi ra đó chị. Như cái xoài đó. Xoài đó ăn đâu mà. Các bác là tiết canh, món tiết canh này đặc sản cổ truyền của anh em. Anh em nhà gió quê được cái đấy chung ấy mà chung chết miệng mà tiết canh này là nó theo như đi ngấm cắt nách hay cắt cổ cắt nách hay cổ cắt gãy. Vâng, riêng cái mùa lắng thịt ngan ấy hôm nay là em thịt em phải thưởng thức trước làm luôn cái ấy này bác này luôn cái bánh đùi này cái chàng chàng bánh đùi ăn đây mình gấp cho bác hết lên chỉ ngồi trình báo bỏ cái dâu sống thì cái ra miếng chả ba không được rồi kệ gấp lên cái đùi kìa cho nốt nó căng gấp cho ông tháng cái phao câu nấu tháng thì nấu nhuyễn phao câu nè điện cho mấy này sao lúc đấy không bỏ vậy nấu mới một nếp rồi nửa nó cũng nào được được nửa cái đến lúc nào nó hoãn được nó bỏ được một nửa kìa hóa được nửa gian không như mà tôi nhưng mà cũng thế được cũng vừa phải khu hàng cho thịt cái ăn nó kiểu nó đúng ngọt như nồng đậm mà phần ngày nó không bị điện thật thật mặt nó sáng thế mà nay đã bù bẩm ẩm rồi từ cho tối giờ đấy tướng nó tư nhưng nó bù thịt vịt đấy các bác ăn đi ăn cho nó mát giá rồi thịt vịt thịt nhau cũng vẫn chưa được ra thịt ngan ấy ăn đi một đứa bình thường là ngon ta bảo cho đấy bàn nhau phát triển cần cầu ok ngay nhưng hỏi cậu bây giờ còn không bán bà em muốn mất chỉ mùng 3 năm thôi nó cứ bỏ cái đường để Việt đầu tiên thì vợ chồng Việt cũng đồng ý đi khu không nhưng mà nay mà phần dài khu khu gì khu quyết cứ bố con là giả chép có 35 đi mấy là nó bỏ giá tiền bọn này là tiện là nó giá không bên này đòi là nó giá chưa đến nỗi chết này ông đúng thật không giết được lắm như là chán không chả biết được nó giấy tờ thì còn chết quá được phải chịu anh đấy tốt nhất tiền ngay cũng muốn trên kia em nghĩ cứ tiền ngay một chút bố cái đáy giờ đấy bố lên mùa đáy nhà nó ạ đây đây là 38 triệu có thích không giảm được không thôi nhận như là tôi bác hớn đánh cả đĩa đi đấy như một cánh nhật loan chấm này rẻ hơn nhưng mà chắc là tăng lên hai giá một cánh nhật loan là coi như là nó chịu lâu lắm hết thì câu rồi hết thì làm phân nữa đây đây cành vừa rồi chứ không đấy hai cốc đơn giản hai cốc này bình thường mấy cốc rồi đó không giới cốc này đợi anh đi nãy giờ vẫn một thế này thôi công còn cậu biết mai về gì đến đâu tí em về mai một trên chiều nó một dưới hết vâng xong này cả đĩa cái cành hoành đỡ phải đó thằng bác này năm bữa em ăn hai bát này cũng chưa thôi bỏ mới ăn tháng nữa là riêng những loại cái cành rất ngọt khỏe mà nhanh thì để cắt cái ruộng quả này nó cái chuyện vui là bất hại một ngày nó mới đi tù rồi nghe tù thì cả mấy không phải nghe nó chưa phải nghe không biết của nó chú đây chú sai đúng rồi sai thì có sai rồi thì được rồi sai nào thì anh em phải thích không nhận tí nữa chịu khó ít đấy chịu khó bằng mà cái vườn nhiều lúc không có cái quả nào mọc lên mạnh gì gọi là tôi quen với cả nhà như tôi cực nhà nó ngoan này chứ mà